Cách làm một chiếc vòng tay màu cam có tên của MC Ryan Clark nhìn này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau như thế này nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than. Tiếp theo là màu đen, màu xanh lá, màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng. Cuối cùng là màu xanh lớp điện này nhé. Còn về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ, hình mặt cười này. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác. Cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái chữ cái như thế này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số, ô này mình đựng chữ N, chữ V nhé. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng này. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Bây giờ mình sẽ sơ cái sợi dây chun này vào cái kim này của mình nhé. Và mình sẽ sâu nó vào cái kim như này nhé. Sâu xong thì các bạn sẽ để ra cho mình một cái sợi dây như thế này nhé. Để lát nữa mình sâu và nó sẽ không bị tuột ra nhé. Rồi sau khi sâu xong, bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé.